Đây là BlockFood nhưng mình sở hữu năng lực của những trái quỷ dung hợp. Điều này đồng nghĩa với việc mình có thể sử dụng năng lực của hai trái quỷ khác nhau, như là sức mạnh của trái Rumble và trái Duck cùng một lúc. Và đây chính là vòng quay quyết định những trái quỷ dung hợp mà mình sử dụng trong video hôm nay. Và mục tiêu của mình đó chính là sử dụng những trái quỷ này để đi săn bounty trong vòng 1 tiếng đồng hồ, để xem coi là chúng ta có thể đạt được bao nhiêu kill với sức mạnh bá đạo này. Và đừng quên là các bạn có thể sở hữu ngoại tộc với 4.145 cái phần bình luận nha. Và đến với combo trái quỷ dung hợp đầu tiên của mình, đó chính là trái Mammoth và T-Rex. Quay. Yes sir, trái Mammoth và T-Rex. Như các bạn biết đó thì mình rất là thích xài trái T-Rex luôn. Nên là cái sự kết hợp này đương nhiên sẽ rất là hoàn hảo đối với mình. Bây giờ thì mình sẽ ra xe vào thường để săn bounty thôi. Let's go. Ấy, what the hell. Ok, thì hiện tại mình đang phát hiện một thanh niên nào đó ở phía trước, nên là bây giờ mình sẽ săn bounty nó với combo kết hợp hai trái quỷ này nha. Ôi, nó xài chân lửa kìa. Ủa mắt là vợ đúng không? Ủa mắt là vợ mà. Rồi sức mạnh T-Rex của anh đâu rồi? Đây sức mạnh T-Rex tới nè. Ủa nhầm, sức mạnh Mammoth chứ. Quất nó. Mammoth đâu? Sức mạnh Mammoth. Sức mạnh Mammoth. Hay mày. Anh được 11 cái bao ti rồi. Ui, lên nữa kìa. Phút. Sức mạnh Mammoth. Sức mạnh Mammoth tấn công. Chưa. Ui này mạnh vậy hả? Nhưng mà không sao, tụi mình là trái quỷ kết hợp mà. Ổn không Mammoth? Ổn vậy sức mạnh Mammoth của tôi. Ui nó mạnh quá. Đúng là hu mình mà các bạn ơi, nhưng mà không sao hết, mình sở hữu sức mạnh của Mammoth T-Rex đó. Nó sắp chết rồi. Mày ơi. Khỏi. Ủa xong rồi hả? Chứ Mammoth giết rồi, chứ Mammoth cái bản năng hắc ám của anh giết rồi. Trời ơi, lần này chứ Mammoth được bounty rồi nhưng mà mình thì không. Hai anh được lắm. có một anh mà. Các bạn ơi, bạn Đạt Tu Du 2K2 này nói là hai anh được lắm, nhưng trong khi đó chỉ có một mình thôi mà ta. Tại vì mình vừa sở hữu sức mạnh của trái T-Rex mà còn trái Mammoth nữa mà. Bởi vậy bên này hiểu nhầm mày Phúc ơi. Ủa phía sau kìa Phúc, quá chừng. Sẵn bounty luôn. Mình sức mạnh của T-Rex Mammoth. Ôi Mammoth ơi, mày hung hăng quá vậy. Ê Mammoth kìa hung hăng rồi. Rồi để T-Rex tới cứu. Mày đóng bằng Mammoth của tao. Chạy Mammoth. Yeah. Mạnh quá. Sao thấy đáng sợ chưa? Combo quỷ diệt. Mày, ôi nó sang bao ti kìa. Rồi mày xong. Mày sang bao ti ai? Sang bao ti Mammoth tấn công đó. Yeah. Oh my god. Thì cái combo này đúng thiệt là siêu mạnh đâu nha. Chỉ trong vòng 5 phút thôi mà mình đã farm được tầm 4 mạng rồi đó. Đúng là kinh khủng mà. Quay. Theo đi đánh thôi vậy. Mammoth ơi, tới đi Mammoth. Chưa, Mammoth chưa thức tỉnh nữa. Mày hả con? Bây giờ tới khi anh thức tỉnh sức mạnh tiếp theo đi lên. Không cần đâu, anh nghĩ anh đấm nó chết luôn rồi. Anh nghĩ thằng này không cần cậu rồi Mammoth ơi. Tớ nghĩ thằng này không cần cậu rồi Mammoth ơi. Mammoth chưa thức tỉnh sức mạnh đó, thằng này nó cút luôn rồi. Một combo là gục nha các bạn. T-Rex cũng là một trong những trái khá là mạnh đó. Ơi cậu hả? Mình đó. Phía trước này có người nè, tấn công nó thôi Mammoth ơi. Ôi Mammoth. Đông nè Mammoth ơi. Coi bounty nó bay kìa. Mày một thằng. Tính ra cái này mới sướng nè, coi bounty nó bay vòng vòng cũng trơn thèm không. Ok, giờ đã hết 10 phút nên là bây giờ sẽ đến với vòng quay trái quỷ tiếp theo. Combo của tụi mình sẽ là gì đây? Ui, Blizzard và chết sao? Chết à. Ôi, trái tủ của bạn đúng không? Bản năng hắc ám của tớ. Trái đó là trái chính của mình luôn á nha. Và đương nhiên bây giờ mình sẽ sử dụng trái Blizzard nha các bạn. Tạm biệt trái T-Rex và hello trái Blizzard. Rồi, mục tiêu tiếp theo ở đây đúng không? Phút sau, các bạn với đắt sao tấn công đó. Thằng nó chạy hoài ta. Không chạy được lâu đâu. Mày Domain expansion Shuriken. Ui cái liệu. Ủa em hả? Không có anh mà này. Ủa quên, bản năng hắc áo của mình chứ nhầm. Ôi bị KS bounty bởi chính bản năng hắc áo của mình các bạn ơi. Này chứ phải sa thải nữa quá. Sao sức mạnh combo gì mà thằng chính không được ăn mà thằng phụ được ăn trời. Ôi trời ơi Phúc ơi. Thấy vụ không? Ai vô. Sao tôi xuất hiện? Ủa sao không có đam với người ta? Có kìa là anh ơi, có là anh đánh em quá trời. Ôi đâu. Nè thằng này nè, thằng Marine nó gượt em. Kìa thấy rồi. Mày. Ôi. Ủa gì nhanh vậy? Vậy là xong đó hả? Ôi cái bản năng ám mình mạnh quá các bạn ơi. Ui, lấy sức mạnh tối thượng nó ra kìa. Cứu mình. Ôi nhưng mà bạn này cuối cùng mình cũng đã quyết định đi farm rồi các bạn ơi, không có PVP nữa rồi. Thôi qua giúp đỡ bạn này mở cổng đô kinh đi. Ủa mà cái này anh nghĩ chắc category bình thường thôi quá. Đô kinh, mình nói đô kinh kìa. Thôi làm việc chăm chỉ với bản này em. Chia ra mà farm luôn á. Ôi, bám mày kìa Phúc, sao bám mày kìa, vô. Wow. Ôi các print thôi mà đâu phải đô kinh. Nói chung 12 bạn này level cũng thấp, quýnh này chắc cũng vất vả nên là tụi mình giúp đỡ họ đi Phúc ơi. Ok. Ê có thằng quýnh được kìa Phúc, có thằng quýnh được kìa. Giết luôn, giết luôn. Đây nè, đây nè, đây nè, ăn mạng. Su một thằng. Có thằng quýnh nữa. Đây nè, đây nè, đây nè, hướng này nè. Hai thằng. Quá ngon luôn. Đó là lý do mà tại sao lại chịu hồi con đô kinh phụ các bạn này đó. Dụ mồi, chim mồi. Chim mồi. Bùm. Rồi xong, đủ gì không? Ui anh lên level luôn hả? Anh lên 3 level luôn. Và đương nhiên rồi, điều quan trọng nhất đó chính là mình vừa săn được 2 mạng trong đó. Quá ngon. Mới 2 combo thôi mà bá đạo vậy rồi. Thôi server tiếp theo, let's go. Wow các bạn ơi, lại nữa rồi. Một server ngẫu nhiên thì mình đã gặp được. Rồi bỏ đi. Nhưng mà không sao, điều quan trọng nhất của server này đó chính là một đống người ở ngoài kia luôn. Nên là bây giờ mình với Vidas sẽ thẳng tiến về phía trước luôn nha. Thấy rồi đó, em thấy anh biết đang nhấp nhô ngoài đó. Rồi em thấy được chiêu tầm. Ôi đang tiến tới cho mình kìa. Trận chiến hải tặc thật sự ở đây nè. Rồi tới kìa. Thiện trưởng cặp bên. Đón đầu nè. Bỏ hiện kìa, nó bỏ hiện kìa. Đây đây, khỏi chạy. Nè nè, đáp lên hiền nó luôn nè. Đó. Ôi mày ơi. Em đè hiền nó xuống nước luôn. Mày chạy ơi, nó đè xuống nước rồi ơi. Chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa, chạy kìa lên. Để anh, để anh. Mày chạy, mày chạy. Không, yes, một lần. Ui thằng kia nó bỏ bạn nó chạy về trước rồi. Nó bỏ rơi bạn nó rồi Hút ơi. Mình hải tặc mà đi. Ôi ôi phía trước có người hiền trưởng. Rồi rồi ha, rồi ha. Ui, cái gì vậy? Em mới thấy giật lùi đúng không? Hay là anh bị qua mắt vậy? Em cũng thấy nó giật nữa. Tối quá, anh xỉn rồi Phúc ơi. Mày chạy. Ui nó bay trên đầu kìa. Đánh chi biết. Ủa này hack cái ta. Này hack mà nó trên đây nè, lên đánh nó luôn. Nó còn miếng máu kia giết đi lên. Hacker lỏ, mày hack. Ui, đừng. Rồi. Ôi hacker lỏ bỏ trốn các bạn ơi. Yes sir, cuối cùng thì mình đã chiến thắng rồi, nhưng mà kết quả là chỉ còn mình ở đây nha, còn Vidas thì cuối rồi. Rồi và đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ đổi qua combo tiếp theo nha. Let's go. Và bây giờ sẽ đến với combo thứ 3 để xem coi là tụi mình sẽ được sử dụng 2 trái quỷ nào nha. Ôi, trái flame và magma. Rồi siêu trái luôn nha. Super free fire. Sao bạn nào hắc ám cậu muốn xài trái nào? Em sẽ xài trái lửa nha. Thì anh sẽ sử dụng trái magma. Đúng rồi. Thằng nước bé đen trả anh ra chỗ bạn của nó. Cậu đâu rồi bạn đang hắc ám, mình sắp tới. Ôi nó bắt đầu bỏ chạy rồi, nó phát hiện cái gì á. Bạn đang hắc ám rồi, tôi đón được tụi nó rồi. Cậu tới chưa bạn đang hắc ám? Mình tới rồi nè. Ôi có người tới kìa, bạn đang hắc ám. Trời ơi mình đón cho hải tặc khác tới kìa. Đây nè, chịu hồi quả bộc phá đi, quả cầu lửa. Thôi Phúc ơi, anh nghĩ là chúng ta nên vô bờ để săn bao ti, để săn ngoài biển này, tội nghiệp mấy thanh niên này quá. Rồi, thấy rồi nha, Rồi, đứng rồi, cho em. Thấy rồi nha. Còn có miếng máu rồi, lên, cố lên, nhưng anh không giết được. Ủa anh giết hồi nào ta? Ai kiểu này hơi bất ngờ luôn nha, anh không có ngờ anh giết nó vậy luôn á. Hình như là nó phát hiện ai đó ở đây thì phải, đúng không? Đây rồi. Where you go, I go. Chịu hồi quá câu lửa đi. Bỏ trốn kìa. Chép em tấn công ta. Rồi mày làm tao bực rồi đó. Cú đâm dung nham. Mày chạy hộ. Tuổi luôn rồi, nó tuổi luôn rồi. Ôi anh nhảy xuống nước rồi, quá phát. Mày hút máu. Mày nè con. Đây kìa. Thấy không? Anh đang chĩa tay thẳng mặt luôn nè. Ôi mình đang chịu hồi qua cầu lửa trong khi mình đang sử dụng trái magma nha các bạn. 1, 2, 3, bắn. Wow, quá đỉnh luôn. Thì sau 1 tiếng tụi mình đã farm được tầm khoảng 20 kill. Thì mình cảm thấy những combo kết hợp này cũng khá là mạnh. Ôi em không phải em giết nha, bạn hắc ám anh giết á, lên đấy các bạn, lên giết á. Nhưng mà có một điều khá chắc chắn việc đi săn bounty đó chính là kiếm người nha các bạn, kiểu đi server quá trời luôn mà không thấy ai hết trơn á. Và như thường lệ nếu như các bạn muốn thấy mặt Vidas thì các bạn hãy nhớ like và đăng ký cho video này nha. Còn bây giờ thì bye bye.